song nam chủ nuôi dưỡng hệ ái đậu, không gì không thể đứng ca sóc. Tôi theo đuổi ái đậu ba năm lại thầm mến tôi. Ngay từ đầu, hứa linh. Tiểu ái đậu này ta đuổi theo. Thời viêm. Phan này tôi theo đuổi chắc rồi. Sau đó, thời viêm. Ca 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 hứa linh. Ai là anh trai anh? Sau đó, thời viêm. Ca ca, thoải mái không? Hứa linh ngươi hôn thời gian dài như vậy thử xem hứa linh công tử trong trẻo nhưng lạnh lùng mà mọi người trong giới nhà giàu đều biết không nhập phàm trần không đi nơi ăn chơi nhưng chỉ có rất ít người biết vì công tử trong trẻo nhưng lạnh lùng này có hai sở thích đó chính là theo đuổi ngôi sao và đua xe mọi người trong giới ăn uống đều biết có một vị anh trạm khiên máy ảnh tốn rất nhiều tiền còn chưa từng tham dự xé ép là phan hâm mộ giàu có mà mỗi nhà phan đều muốn có nhưng anh ta chỉ theo đuổi đậu đậu, loại mà tuyến 18 đều đề cao. Người trong vòng đua xe cũng đều biết, có một người trẻ tuổi, còn chưa trưởng thành đã dám đi đường núi, mỗi lần có người tiến lên khiêu khích đều chỉ có thể đạt được kết cục xám xịt thất bại, bởi vậy tuổi còn nhỏ đã đạt được phong hào xa thần. Mà tất cả những thứ này, thời viêm cũng không biết, hắn chỉ biết là, có một thiếu niên cứu vớt hắn, mà hắn, cũng bởi vậy mà động tâm, càng bởi vì hắn, Hà quyết tâm muốn đứng ở vòng tròn đỉnh cao nhất. Gỡ Minh Công giai đoạn đầu ái đậu, hậu kỳ chuyển đổi người chế tác âm nhạc, nhưng vẫn sẽ hát nhảy, chuyển đổi thành công sau mới có thể bắt đầu yêu đương. Chương 1 Đỉnh Lưu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Âm nhạc chế tác người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Gặp nhau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Gặp lại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Tư liên thất bại Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6 Ta muốn đuổi theo hắn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Lại tới 133 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Muốn chạy đường núi rồi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đại cẩu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.